Và hôm nay bắt đầu mà chúng ta tiếp cái bài định vô lậu, cái phương pháp học về định vô lậu, triển khai cái tri kiến của chúng ta, thì chúng ta nhớ rằng cái bài nhân quả thảo mộc là cái bài để chứng minh cụ thể nói về nhân quả. Nhưng đến cái bài mà nhân quả của con người á, thì đường đi của nhân quả, tức là chúng ta khái niệm cho mọi người biết rằng cái nhân quả của con người á, thì nó sẽ cái nhân quả của con người á, thì nó dựa vào cái thập ác và thập thiện mà chúng ta vẽ ra cái đường đi của nhân quả. Bởi vì thân hành, khẩu hành, khí hành là cái đường đi của nhân quả của con người. Nhân ở đó mà quả nó sẽ hiện đến, nó làm cho cái sự đau khổ của thân tâm của chúng ta. Thì do cái đường đi đó mà nó tạo ra cái khổ, cái nhân của nó từ đó mà nó xuất phát. Vì vậy mà chúng ta nên dựa vào cái 10 cái điều lành mà Phật đã dạy, tức là thập thiện, thập ác. Dựa vào đó thì chúng ta sẽ là thấy được cái đường đi của nhân quả của con người. Rồi sau đó chúng ta lần lượt chúng ta viết bài. Các con chú ý kỹ, khi mà viết bài về nhân quả con người ấy, thì viết nhân, một cái hành động, một cái quả, và áp dụng vào con người, áp dụng vào đời sống con người, chứ không phải viết nhân quả suông như là nhân quả tâm học. Biết áp dụng, các bạn nhớ, biết áp dụng vào đời sống của chúng ta bằng cái sự hiểu biết đó. Thì sự áp dụng đó nó cụ thể nhất là chúng ta đem những cái ví dụ cuộc đời chúng ta đã thấy có những sự kiện gì xảy ra của cái, ví dụ như một người ăn trộm ăn cắp, thì khi bị đánh đập thì phải trả cái quả như thế nào, và đồng thời những cái hậu quả của cái sự kiện đó nó xảy ra sao, và chuyển biến để áp dụng vào đời sống, thì phải đem những cái cụ thể một cái người nào đó để mình đem ví dụ. Cụ thể mình đem cái ví dụ, cái ví dụ cụ thể ông A, ông B, ông C đã ăn cắp, ăn trộm, bị người ta đánh đập rồi bị bỏ tù như thế nào, mình đem cái ví dụ đó ra để áp dụng cái nhân quả, cho thấy rằng cái hành động ăn cắp, ăn trộm nó sẽ bị cái quả gì. Và mình tiếp tục mình nói đến những cái từ trường của cái người ăn trộm ăn cắp này sẽ sanh ra làm những con người ăn trộm ăn cắp như thế nào. Mình nói đến từ cái nhân quả cho đến cái duyên hợp, được cái tính trùng trùng của duyên khởi của cái nhân quả đó, để thấy rằng cái nỗi khổ của thế gian của chúng ta tại sao. Bởi vì con người và muôn vật sanh ra từ nhân quả, chứ không phải có một tương hồn bị sanh. Bây giờ chúng ta triển khai, chúng ta thấy nó càng lúc nó càng rõ ràng hơn. Trong nhận xét một hành động mà chúng ta làm cái điều mà, ví dụ như nói về thân hành, là cái người đó dùng cái tay của họ móc túi lấy của người khác, đó là cái hành động tham lam, trộm cắp, hành động xấu ác, làm cho người mất của đau khổ. Nói rõ là khi hành động như vậy đem đến cái nỗi khổ cho người mất của. Và khi mình bị người ta bắt phải trả cái quả là bị người ta đánh đập hoặc là bị bỏ tù. Và như vậy chưa xong đâu, chưa hết đâu. Rồi con vợ ở nhà bị bỏ tù, con vợ ở nhà nhăn nhó cực khổ, mình phải nói hết những cái quả. Và khi đó từ cái từ trường mà mình bị đánh, bị đập, bị cái quả bị đánh, bị đập, bị nhốt, những cái từ trường đó nó luôn nó phóng xuất, nó tương ưng với những cái sự tham, cái tâm tham trộm cắp. Từ đó những cái gia đình tham lam trộm cắp nó sanh ra những đứa con cuối cùng. Nhưng không ngờ cái đó là nhân quả của chúng ta sanh ra, chứ không phải chúng ta đi sanh ra. Cho nên từ cái nhân quả thảo mộc để chứng minh chúng ta còn đang sống mà vẫn tiếp tục tái sanh, chứ không phải chúng ta chết rồi mới tái sanh. Từ xưa đến giờ người ta nghĩ rằng khi chúng ta chết rồi mới tái sanh. Nhưng chúng ta có thấy rõ nhân quả thảo mộc không? Một cái cây nó còn sống, nhưng mà những cái hạt nó dẫn lên cây khác và vẫn tiếp tục có cái khác. Nó là nhân quả sanh, chứ đâu phải là con người sanh sao mà một người chết rồi mới sanh. Ta không hiểu được nhân quả sanh. Cho nên Đức Phật nói chúng ta là thừa tự nhân quả, từ nhân quả sanh ra, sống trong nhân quả trước khi trong nhân quả. Có đúng không? Đúng không? Cho nên một người chúng ta làm ác thì sanh biết bao nhiêu người làm ác, một người làm thiện thì sanh biết bao nhiêu người làm thiện. Do xét qua nhân quả chứng minh cụ thể, chúng ta mới thấy
Một người ăn trộm kia biết đâu chừng chính mình tham hận cái người ăn trộm kia là của mình, nó không có hiểu gì đó. Nếu là đôi mắt tâm minh thì người ta thấy rõ là chính cái hành động ác hôm qua của tôi mà bữa nay nó sanh ra một đứa bé kia, mà đứa bé đó trở thành một ăn trộm khắp thôi, không hiểu điều đó. Cho nên vì vậy mà ngay bây giờ chúng ta làm một điều thiện thì chúng ta chẳng đứng biết bao nhiêu đứa bé xấu, đứa bé ác, nhân quả trùng trùng. Nhưng nó đâu phải là nó sanh ra rồi hoàn toàn nó trọn vẹn hết đâu. Nếu mà nó trọn vẹn thì quả đất này làm sao có chỗ ở, làm sao có hoàn toàn, làm sao có cái sự sống được. Cho nên nó phải bị diệt. Có khi sanh ra vừa đất vừa nước mầm thì nó đã bị chết, bị diệt. Thì bằng chứng chúng ta thấy rõ hiện giờ cái kế hoạch hóa gia đình, người ta phá thai, người ta móc thai, người ta móc, đó là những cái nhân diệt của nó. Chưa sanh mà nó đã bị diệt rồi, trong cái mầm trứng nước của nó. Đó là cái hiện tượng mà chúng ta thấy những cái nhân quả nó như vậy, chứ đâu phải mà nó luôn luôn mà nó tự sơ được. Ví dụ như chúng ta thấy một cái dây tràm của chúng ta đây, nó ra bông, nó ra hạt, nó ra trái rồi nó ra hạt. Cái hạt của nó rớt xuống, cái nhân nó rớt xuống, nếu mà nó rớt ngay cái chỗ ẩm ướt thì nó lên được cái cây. Còn nó rớt ở trên đống rác, nó rớt ở trên nơi cao đó thì cái hạt nó bị khô, bị hư đi, nó chết ngay liền. Đó là sự sinh diệt của nó, mà sinh diệt nó trùng trùng. Khi cây tràm này nó rớt biết trăm ngàn cái hạt đó, mà khi lên được bao mấy cây mấy con, phải không mấy con hiểu chỗ đó. Cho nên vì vậy một hành động ác của chúng ta biết rằng cái sự sinh diệt ghê gớm. Cho nên bài học nhân quả con người là bài học xác định cho một sự vô lậu để chúng ta sống hoàn toàn hiểu biết như thật của Phật pháp, mà chúng ta cố gắng thực hiện sự giải thoát. Cho nên khi mà chúng ta nói một cái hành động, nói hành động trộm cắp, nói hành động sát sanh, giết hại ăn thịt chúng sanh, thì cái quả sẽ thọ như thế nào? Như bây giờ thì giết một con gà thì ăn thịt con gà, rồi cái quả nó như thế nào? Rồi cái sự chuyển cái quả đó để sanh ra bao nhiêu con người khác, hoặc là bao nhiêu con gà để mà những người khác giết hại lại. Chúng ta nói như vậy, rồi chúng ta áp dụng cái phần áp dụng quan trọng lắm, là chúng ta cái phần áp dụng là chúng ta nói cái sự kiện có thật xảy ra trong xã hội chúng ta, những người làm điều đó. Ví dụ những người mà bắt ếch, họ thường hay bắt con ếch, họ bẻ cái giò. Thường người ta làm gà, người ta hay bẻ cái chân khi mà người ta lặn cái cổ, lặn cái cánh của nó, rồi người ta bẻ cái giò đó. Những hình ảnh đó chúng ta sẽ nói cái hiện tượng của những người bị xe đụng gãy giò, gãy chân hoặc cục tay cục chân đều là do cái vấn đề mà bẻ giò ếch, bẻ giò gà. Tất cả những cái hành động đó làm sao chạy khỏi những cái đó, chứng minh cho ông A, ông B, ông C ở trong xã hội của chúng ta, thì đó là một cái cụ thể để nói một cái nhân quả hành động khác đó mà phải gánh chịu. Những người làm như vậy để làm gì? Làm như vậy để cảnh giác, nói đến sự hành động khác của chúng ta để chúng ta ngăn chừa. Nói như vậy để mọi người biết được nhân quả, người ta cũng ngăn chừa, tức là chúng ta chuyển đổi được nhân quả, chuyển đổi được nhân quả của con người. Và nó áp dụng, nó thực tế, nó cụ thể, nó rõ ràng, làm cho mọi người nhìn qua nhân quả mà người ta không còn làm ác nữa, mà chính mình biết được cái bài đó, chính nhắc nhở mình rất sâu không làm ác. Cho nên ví dụ chẳng hạn nào, như mấy con thấy khi mà người ta mắng chửi mình giận dữ, mình mắng chửi lại, mình đánh người lại, thì nó sẽ sinh ra những quả ác nào, nó xảy ra cái gì. Khi đọc đó chúng ta thấy ngao ngán quá. Cho nên khi một người chửi chúng ta biết thương mà chúng ta không biết ghét. Cho nên chúng ta không bao giờ nói nặng một người nào, phỉ báng một người nào, chửi mắng một người nào. Nói nặng một người, chửi mắng một người là từ trường chúng ta sẽ sinh ra những người ác. Và trong khi đó cái mà chúng ta đang thọ cái quả là gì? Chúng ta tức giận. Tức giận tức là cái quả khổ đau. Cho nên chúng ta biết nhân quả, chúng ta phải rõ những cái điều này. Khi ghi chép chúng ta phải diễn tả, ví dụ như nói về ăn cắp
trộm thì chúng ta nói cái nhân đó, thì chúng ta nói cái quả, rồi chúng ta nói cái sự chuyển đổi của nhân quả nó, rồi nói cái việc chúng để áp dụng vào đời sống. Áp dụng vào đời sống tức là chúng ta nêu lên một cái sự thật xảy ra trong cái đời sống chúng ta có ông A, B, C. Cho nên cái bài nhân quả con người, cái bài luận về nhân quả con người nó rộng rãi và nó nhiều lắm. Mỗi một cái vấn đề mà chúng ta nói là một cái điều gì phải có một cái ví dụ và có đem một cái sự thật của cuộc đời xảy ra chứ không được đặt. Nghĩa là chúng ta nhớ luật trong đầu óc chúng ta, chúng ta thấy hoặc là đọc ở trên báo chí, chúng ta thấy có cái sự kiện xảy ra, cái tin tức gì đó xảy ra, thì chúng ta suy ngẫm qua nhân quả gì để mà cái tin tức này xảy ra, chúng ta ghi vào đó là một cái sự thật, gọi là áp dụng vào đời sống. Nhờ như có áp dụng vào đời sống như vậy, cho nên cái tri kiến của chúng ta nó sáng suốt, nó xả đi, nó không còn giận hờn, nó không còn phiền não, nó không còn làm người khác nữa. Vì đầu tiên chúng ta vào cái bài học này thì chúng ta cũng nhớ kỹ là chúng ta đã vẽ được cái con đường đi của nhân quả: thân hành, khẩu hành, ý hành và thập ác, thập thiện. Thân có ba điều ác, mà ý có ba điều ác, khẩu tới bốn điều ác, cộng lại là thập ác. Còn nói về thập thiện thì thân có ba điều thiện, ý có ba điều thiện, miệng khẩu có bốn điều thiện, thì đó là thập thiện và thập ác. Dựa vào con đường thập thiện thập ác mà chúng ta triển khai con đường nhân quả của con người. Bởi vì thân hành, khẩu hành, ý hành thì chỉ có con người có mà thôi. Lại thảo mộc nó có thứ có không? Không có. Còn lại động vật khác, mấy con thấy có đủ ý hành không? Chưa có. Nó có sự hiểu biết, nhưng hiểu biết nó không phải hiểu biết của con người, không có sự tư duy như con người. Cho nên cái hiểu biết của nó chỉ hiểu biết tranh giành cướp giật lẫn nhau, chứ nó không phân biệt tinh vi như con người. Nó có phân biệt nhưng phân biệt rất ít. Cho nên có những loài chúng ta thấy nó gần như con người, nó cũng có sự hiểu biết, nó có tình thương đối với chúng ta, nhưng nó quá ít, nó không đủ. Chỉ có con người là duy nhất mới có thể đủ điều kiện triển khai tri kiến, tức là cái đường đi của nhân quả, ý thức của nó. Còn loài vật không đủ, ý thức của nó không đủ, nó không thể sáng tạo ra chữ để viết. Còn con người chúng ta sáng tạo ra chữ để viết. Ở một cái vùng nào, ở một cái địa phương nào, con người chế tác ra cái chữ. Các con thấy như đồng phương của chúng ta thì người Trung Hoa họ sáng tạo ra cái chữ gọi là chữ Hán. Người Việt của chúng ta dụng về hơn, dựa vào cái chữ Hán viết ra thành chữ Nôm. Các con thấy này, thì dụng về không sáng chế ra được, thì nhờ cái chữ Hán mà chúng ta sáng chế ra chữ Nôm. Chúng ta cũng biết sáng tạo ra nhưng mà chúng ta dựa. Còn cái người Trung Hoa đó, họ tư duy suy nghĩ, họ hình dáng họ vẽ ra, họ vẽ ra ví dụ cái núi thì họ vẽ ra, họ vẽ cái chữ của nó như là ba hòn núi. Thì các con thấy cái lối mà tượng hình tượng ý của cái con người để sáng tạo ra cái chữ viết, để chúng ta viết, chúng ta diễn tả được ý chúng ta đang nói. Rồi người Tây Phương thì họ, các con thấy họ sáng tạo ra cái chữ của người Trung Hoa, chữ Hán. Nhưng mà cái người, các con thấy như người Thái, người Lào, người Miến, họ lại sáng tạo ra cái chữ của họ, chữ phản của họ, chữ có nó móc quéo lên xuống, chúng ta nhìn chúng ta đâu có biết, nhưng mà cái người nước đó, quê đó, người ta sáng tạo để người ta ghi chép lại những cái ý, sự hiểu biết. Còn các con thấy có con vật nào viết chữ ra bao giờ không? Cho nên con vật không làm được. Con người biết làm thực phẩm để dành, để sống, biết làm ra của cải, biết làm ra thức ăn. Còn con vật có biết không? Không biết. Là con có thấy con vật gì mà nó đi cầm tỉa không? Đi lượm, đi mó. Thiên nhiên có gì thì đi lượm đấy. Còn con người chúng ta biết làm ra thực phẩm. Cho nên con người là một cái loài động vật cao quý nhất,
Nhờ có sự cao quý, có sự tư duy suy nghĩ, có sự sáng tạo, cho nên con người vẫn làm điều thiện việc tốt. Và nếu con người làm tốt, một loài động vật cao cấp nếu chúng ta làm tốt, thì tất cả những loài động vật hoàn toàn trở thành con vật hiền lành, và hoàn toàn không còn có những con vật sinh lên, nghĩa là hoàn toàn là những còn nếu mà con người chúng ta còn ác pháp thì còn sinh ra loài động vật quá nhiều. Chính hai là môi trường sống là nhân quả, nhưng cuối cùng nhờ con người chuyển biến thành cái thế gian chúng ta, biến thành môi trường sống của chúng ta trở thành môi trường sống hiền hòa, trở thành mọi vật hiền hòa. Nếu con người chúng ta mà làm sống thiện thì loài vật sẽ sinh ra loài vật thiện, không bao giờ sinh loài vật hung dữ ăn thịt nhau. Các con thấy con bò, con trâu có ăn thịt nhau không? Nhưng vậy không có. Bởi vì có những con vật hiền lành, nhưng có những con vật xé con này giết con kia ăn, đó là do ai mà ra những con vật này? Từ môi trường. Mà môi trường thì có từ trường ác và từ trường thiện. Mà từ trường ác, từ trường thiện này từ đâu lưu xuất ra? Nếu con người chúng ta là những người biết sáng tạo, biết chế tạo, biết hiểu thiện ác, mà luôn luôn hành động ác, thì từ trường ác này càng tăng lên nhiều, thì loài động vật ác càng tăng. Sự chết chóc đau thương trên hành tinh này rất là lớn. Cho nên sự tu tập của chúng ta trở về với đạo đức nhân bản, nhân quả, sống trong mặt khổ mình, khổ người, khổ chúng sanh, là sẽ đem lại hạnh phúc cho loài người vô cùng. Thì xin nhắc nhở để bài viết của mấy con đường đi nhân quả và nhân quả thân hành, nhân quả khẩu hành, nhân quả ý hành là cảnh hành viết, nó không phải tốn lược nữa mà viết để áp dụng vào đời sống. Tu học giải thoát bằng việc vô lậu, bằng sự tư duy của mình, bằng tri kiến giải thoát rất là quan trọng cho những bài học này. Cho nên viết rất cẩn thận, kỹ lưỡng mỗi đề, mỗi đề tài, mỗi ví dụ đều phải nêu rõ ràng nhân quả, chuyển biến nhân quả, áp dụng đời sống trong nhân quả. Nhiều khi chúng ta có lý thuyết xuông mà chúng ta không biết áp dụng, tức là chúng ta thiếu ví dụ, thiếu bài, chúng ta thiếu ví dụ đem cuộc sống xảy ra trên cuộc sống của chúng ta hàng ngày đem vào để áp dụng chỉ bảo cho người ta thấy được nhân quả. Đó là điều cần thiết cho chúng ta khi viết bài này. Các con nhớ rõ những ý thầy gợi để mấy con cố gắng thực hiện đúng, và những bài viết của mấy con mỗi bài là mỗi nhân quả, mỗi bài là mỗi bài học triển khai đầu óc của chúng ta đi trở về với cái nhìn đúng đắn, chánh kiến, không còn sai lệch nữa. Một giá trị rất lớn là chúng ta hiểu biết được thì như thật thì chúng ta sẽ giải thoát, còn hiểu biết không thật thì chúng ta không giải thoát. Vì vấn đề vô minh lậu mà các con phải chịu khó đi kinh hành, chứ không phải đi kinh hành nhiếp tâm, ức chế tâm để mà đạt được thiền định, mà đi kinh hành mục đích mà từ hôm qua hôm kia mà thầy kiểm tra lại, thì sự đi kinh hành của mấy con có nhiều đặc tướng, có nhiều thiện xảo, nhưng mục đích thiện xảo là nhằm phá đi ngôn trần thiện nghiêm, chứ không phải thiện xảo để nhiếp tâm, an trú tâm để đi vào định tướng, đi vào định tập thì không nên. Nhớ kỹ vấn đề mà tu tập chánh niệm tỉnh giác đi bốn cách thân hành niệm, thì chúng ta hãy biết rõ cái mục đích của nó là đang tập tu phá ngôn trần thiện nghiêm, chứ không phải đi để mà nhiếp tâm, an trú tâm để mà nhập định. Vấn đề nhiếp tâm, an trú tâm thì vấn đề đó
lần lượt thầy sẽ dạy cho mấy con nhiếp tâm ăn cứu tâm để đẩy lui bệnh khổ trên thân mà thôi. Nếu có bệnh khổ trên thân thì chúng ta sẽ sử dụng tâm thanh thản an lạc vô sự dẫn đến lưu bệnh được không sao. Vì tâm thanh thản an lạc vô sự là xuân mạng tướng nghiệp xứ, nơi trạng thái tâm đó chúng ta dẫn đẩy lưu được bệnh khổ, chứ không phải cần an trú nhiếp tâm an trú như định niệm văn thở. Nhưng chúng ta phải học và phải tu định niệm hơi thở, chứ không phải không tu tập. Nhưng chưa tới lúc tới lớp đó thầy sẽ dạy. Đây là lớp chánh kiến chúng ta đang học, đặt nặng về vấn đề định vô lậu, triển khai tri kiến chúng ta để diệt trừ dục lậu, hữu lậu. Và đồng thời chúng ta tập tỉnh giác đi bốn giai đoạn chánh niệm tỉnh giác trên thân hành chúng ta để đẩy lui hôn trần thì nhiên, tức là vô minh đạo. Lần lượt chúng ta sẽ tăng dần, giờ khắc chúng ta tăng lên, sự hôn trần thủy biên sẽ lui dần do sự tu tập của chúng ta. Vậy hôm nay thầy đọc cho các con nghe một người bạn tuổi 60-65, một trận hôn trần thủy biên rất nặng và cụ đem hết sức lực của mình nỗ lực tu tập, nhưng không sẽ bằng một câu tác ý mà đã đuổi được hôn trần thủy biên để chúng ta rút tỉa tình với nhau mà kinh nghiệm tu tập. Đây lời của người cư sĩ tu tập kính bậc thầy. Từ ngày vào tu viện tu tập tu học đến nay ngót nửa tháng, con vẫn thấy hôn trần thủy biên cứ đeo đuổi rốt ríu rốt ráo. Đang đi kinh hành mà con hầu như không thể chịu nổi, với đôi mắt cứ muốn sụp xuống. Ráng nhướng lên mà vẫn thấy lờ mờ như người sắp bị mù. Thân không muốn bước, tinh thần rã rượi bủn rủn. Con vội tìm ghế ngồi tự nhủ thầm: thầy đã khẩn thiết nói với các con là thầy sẽ mở khóa dạy tu học lần cuối này. Nếu các con không cố gắng tu tập thì thầy sẽ nhập viện. Nghe lời thầy như trăng tối, con cảm thấy rất lo sợ. Mặc dù con nay tuổi đã 65 rồi, nói quá trễ thì cũng đúng, mà nói có thể cố gắng tìm đường giải thoát thì cũng ngại. Tuy thế con cũng quyết tâm nhân cơ hội cuối này sẽ phấn đấu nỗ lực tu tập, dù chết cũng cam. Con tự nghĩ mình đã bỏ gia đình vào đây, trước là mang ơn đức như biển cả của thầy tôn kính. Vì đàn con dạy mà thầy không nể công cực nhọc trốn hôn, dìu dắt chúng con trên bước đường giải thoát. Mặc dầu tuổi thầy đã cao, sức thầy đã yếu lắm rồi, bên cạnh có cô út phải chịu bao lao nhọc, lo lắng nấu nướng thức ăn, cuông nước, dung quén cho số đông người tu tập mà không than thở một lời nào. Kế đó công đàn ha thí chủ đã nhín nhúc tiền của để cúng dường chư tăng ni mà không nể mồ hôi nước mắt. Ôi nói sao cho hết công lao, Phật đáng tôn kính biết ngần nào. Thế mà mình lại ương ương lười biếng, chỉ ăn no ngủ kỹ hay sao? Thật là đáng trách đáng khinh. Nghĩ đến đây con tự gào thét trong tâm: hãy đứng lên và mạnh dạn đi kinh hành ngay. Thế là con tác ý: hãy tiếp tục tu tập đi kinh hành,
Tôi biết tôi đi kinh hành, hãy đuổi con ma ngủ ra khỏi ngay. Thế đấy cũng hơi lạ, con đi kinh hành một cách tỉnh táo, hết sức và hết buổi tu tập mà không còn hôn trầm nữa. Liên tục tới hôm nay, tuy có lúc hơi tái lại là con phát ý ngay, không được lười biếng, hãy bước đi kinh hành là cái thân tỉnh lại ngay. Thậm chí những buổi nghỉ trưa con bắt buộc nó ngủ quy định 45 phút mà thôi. Thưa thầy tôn kính, đây là lời tâm đắc chân thành mà con tha thiết mong thầy xứ diệt và chọn lựa pháp tu theo đặc tướng của con để con dễ tiếp thu và triển khai pháp hành thế nào cho thuận lợi hơn. Con cúi xin thầy chấp nhận cho con chọn thời khóa nhập quy tu viện hiện hành 4 thời, mỗi thời 3 tiếng. Kính thưa thầy, con xin trân trọng kính dân lòng tôn kính cao quý nhất của con. Đó là một cái vị cư sĩ họ nói lên cái sự tu tập của mình để chiến đấu được cái hôn trầm kỳ nhiên. Mà chỉ có phát tác ý nữa con, chỉ có phát tác ý rồi đứng dậy đi kinh. Vì thầy biết là người chắc người nào tu thì chắc chắn cũng phải trải qua những thời gian khổ lúc mà bị hôn trầm kỳ nhiên. Chắc chắn những lời của vị cư sĩ này của người bạn đồng tu của mấy con là lời chân thật, không bao giờ đặt đó là một điều người tu ai cũng gặp phải những cái đau khổ này, nhưng nhờ pháp tác ý mà người đã thắng được. Vì trước khi chúng ta cố gắng mà gặp trường hợp này thì thầy cũng khuyên mấy con cố gắng tác ý cho mạnh mẽ, giữ vững tinh thần của mình, nghị lực đầy đủ tiến tới từng bước đi chiến đấu. Thầy chân thành khi bị hôn trầm kỳ nhiên một tới một lui, mà hôm nay thầy đã phá được hôn trầm kỳ nhiên của mình, tỉnh thức suốt đêm mà không còn bị hôn trầm kỳ nhiên. Thầy nói sao các con biết không? Mỗi lần bị gục tới gục lui thì thầy tỉnh ngay liền, chấn chỉnh ngay liền, thầy nói liền chết sắp đến nơi rồi, thân mày già gần chết rồi mà còn ở đó còn tham ngủ. Thì ngay đó thầy thấy nó tỉnh ngay liền. Bởi vì cái nỗi lo của chúng ta chết đến nơi, nghiệp tái sanh sắp đến, nỗi đau khổ chúng ta sẽ tiếp diễn thân người nữa, làm sao thoát khổ, mà bây giờ còn tham gì nữa mà lại đi ngủ. Lời nói ấy, tác ý ấy sắp tấn chúng ta rất lớn, làm chúng ta tỉnh táo trở lại ngay liền. Cho nên nhiều khi thầy gặp nhiều cái khó khăn thì thầy chỉ cần đem cái chết của mình ra trước mắt để hù dọa cái tâm mình cho nó sợ, và từ đó nó tỉnh lại. Thật sự cái tâm mình cũng sợ mấy con. Thầy có nhắc lại cái công việc khi thầy ở giữa đồng mã có cái nhà mồ, thầy vô đó thầy ở tu. Vì sợ ma quá cho nên thầy không giấc ngủ, vậy mà nhờ đó mà thầy về đây thầy tu tập, thầy thấy hôn trầm thì nhiên bớt rất nhiều. Tại vì mình sợ mình không dám ngủ rồi nó quen đi, cho nên về đây thì cái lười biếng, cái buồn ngủ nó cũng ít xuống. Đó là chỉ cho phần sợ thôi. Còn bây giờ chúng ta có phương pháp tu, có cách thức tu, có pháp tác ý, có sự nhắc nhở, và khi mấy con học được nhân quả của con người rồi thì nó nhiều câu tác ý để mấy con nhắc. Mấy con nhắc chứ không khéo thì mình không có đủ cái trận pháp làm cho tâm mình định tĩnh được. Và đây là một bài cảm nghĩ của một thiền sinh ở trong tu viện của chúng ta. Thầy xin đọc bài cảm nghĩ để chúng ta mọi người cố gắng tu tập hơn, ráng cố gắng trong lớp này, và mong rằng các con sẽ đạt được sự giải thoát hoàn toàn. Kính bạch thầy, tính hôm nay là 18 ngày, tức là thầy nhận được cái đức cảm nghĩ này là ngày 18. Con tham dự lớp Bát Chánh Đạo, tâm con rất vui vì mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày con mở rộng tầm nhìn
tầm hiểu biết của mình bằng tri kiến giải thoát. Đời học sinh của con đã trải qua 3 trường học, nhưng không trường nào có nội quy kỷ luật nghiêm khắc như trường này. Tuy vậy, nhưng con không có ý định trốn học, bỏ học, vì những gì con đang học là đạo đức nhân bản. Vì trường học của con mang đến tình thương thực sự cho con. Con cũng biết một ông thầy giáo tuổi gần 80 mà đứng lớp dài lại phải soạn giáo án, chấm bài vất vả lắm. Vì con đã từng làm cô giáo nên con hiểu điều này. Lên non mới biết non cao, dạy trò mới biết công lao của thầy. Vì thương học trò mà thầy tận tình chỉ dạy, đã không thu học phí mà thầy còn chu cấp học bằng về ăn ở, sách vở, giấy bút. Thầy ban tặng lời khen cho những ai học tốt và lời sắc tấn cho những ai chán nản lười biếng biến lời. Con tin rằng dưới sự đào tạo từng lớp căn bản của thầy, tương lai không xa sẽ có người chứng quả A-la-hán hay thầy chỉ dạy lại nền đạo đức nhân bản, nhân quả cho chúng sanh. Con thương những cụ già quên đi sự phụng dưỡng của con cháu, ngoài đời vào đây tu tập với tâm nguyện thiết tha, mong mình được giải thoát trong giây phút cuối đời. Con thương những thanh thiếu niên bỏ đi vui thú ngoài đời về đây tu học với tâm nguyện độ mình và độ người. Con thương tất cả mọi người cũng như thương bản thân con trước khi gặp chánh pháp, phải trải qua biết bao nhiêu kiếp luân hồi khổ đau. Nhìn những người thiếu phước duyên gặp Phật pháp nên mê mờ tạo ác nghiệp, rồi thọ nhân quả ác mà tâm con nhói đau. Bởi từ trường ác của con người đã tạo hàng ngày sinh ra nạn kiếp con người, hủy diệt con người, sóng thần, đập đất, thiên tai, lũ lụt, hạn hán, bệnh tật, hết vùng này đến vùng nọ. Rồi tương lai con người sẽ ra sao? Con cầu mong tất cả tu sinh tham dự lớp Bát Chánh Đạo hãy dốc tâm dốc sức tu tập cho chứng đạt chân lý, không phải vì mình mà vì tất cả chúng sanh, vì những con người đang đau khổ, đang khao khát nền đạo đức nhân bản nhân quả trên hành tinh này. Kinh Như ngày 19 tháng 11 2005, kính bút. Đây là cái bài cảm nghĩ. Thầy mong rằng các con thấy thầy nhìn trước những người học trò của thầy, nhất là câu này mà thầy rất thương và rất lo. Con thương những cụ già quên đi sự phụng dưỡng của con cháu ngoài đời, vào đây tu tập với tâm nguyện thiết tha, mong mình được giải thoát trong giây phút cuối đời. Câu nói rất là thiết thực. Và các con ngồi trước mặt thầy có nhiều người trên 80 tuổi đầu bạc sức yếu mà còn tham dự lớp này, làm sao mà thầy bỏ các con được? Thầy cố gắng để giúp cho các con có một lớp để các con tu dưới sức của mấy con, cho nên con theo những cái lớp trẻ thì sức khỏe của mấy con không đủ. Thầy thấy các con ngồi dưới đất mà xếp bàn thì nó mỏi lưng, nó mỏi mệt. Tuổi trẻ ráng được nhưng tuổi lớn khó sức mà chịu đựng dài lâu trong khoảng thời gian phải được nghe thầy ngồi hướng dẫn và thuyết giảng dạy cách thức với con tu tập. Thầy giảng dạy không giảng dạy suông mà dạy các con cách thức để triển khai trí tuệ của mấy con, để giúp mấy con có sự hiểu biết như thật. Cho nên cái thời gian nhiều khi nó phải đòi hỏi lâu hơn, và còn dạy mấy con phải có cái thời gian tập luyện như đi tinh thần chánh niệm tỉnh giác, hoặc còn những điều khác nữa trên sự tu tập, trên các pháp hành, chứ không phải học suông rồi dạy suông
rồi về tự tu mà được, mà phải uốn nắn từng bước đi, từng lời nói, từng sự suy tư của mấy con như một người mẹ mà giúp con vậy. Các con có thấy một người mẹ khi nâng đỡ đứa con để từng bước đi cho đi được không? Chúng ta từng là những đứa bé sinh ra chỉ trường bò rồi tập đi, thì chắc ai cũng phải trải qua giai đoạn đó. Mà nếu không có người mẹ thì chắc chắn chúng ta có biết đi không? Chắc không biết đi. Và không biết đi thì chắc chúng ta bò. Mà chúng ta bò thì có khác gì một loài động vật đâu mấy con. Vì loài động vật nó không biết đi, cho nên do như vậy cho nên nó không thể tập con nó đi được. Vì thế mà con nó chỉ đi bốn chân. Nếu chúng ta không nhờ mẹ mà hướng dẫn chúng ta thì chắc chúng ta cũng đi bốn chân mấy con. Tức là chúng ta chỉ bò. Cho nên nếu mà không nhờ thầy dẫn dắt mấy con thì chắc chắn làm sao con được vậy. Cho nên công ơn của cha mẹ mà hôm nay chúng ta đi đứng được như một người bình thường như thế này, thì công ơn của thầy dạy bảo cũng như công ơn của cha mẹ dạy. Vì vậy mà mấy con phải ráng, cũng như một người con phải ráng gượng bước đi, dù té lên té xuống nhưng đứa con vẫn cố lắm, vẫn cố lắm. Nếu đứa con nói thôi thà là con bò sướng hơn là con đi thì chắc chắn là chúng ta không đi được. Mà nếu mà người mẹ bỏ bê đứa con, thôi thôi mày bò được thì cứ bò đi, khỏi cần phải nắm tay dắt đi tới đi lui mất công lắm. Do đó thì đứa con cũng không sẽ không bao giờ mà đi được, có phải không mấy con? Cho nên trên con đường tu tập là có chương trình giáo dục đào tạo hướng dẫn từng bước đi, chứ không thể nào mà không bước đi được. Thì tin rằng vì sự hướng dẫn cẩn thận kỹ lưỡng thì các con sẽ vững vàng trên con đường chính quả giải thoát vô đạo hoàn toàn.